Mời các bạn đến với sân vận động Việt Nam Phượng để xem trận bán kết giữa đội Thọ An và đội Đồng Tháp. Đội Đồng Tháp chiến giữ khung thành phía phải của bạn bằng áo vàng quần xanh, còn đội đội Thọ An mặc quần ghi áo trắng. Đây là hiệp thứ nhất trận bán kết giải Đan Phượng Cúp lần thứ 10. Hai đội đang chạm khán giả, bắt tay nhau. Khán giả hôm nay rất đông. Thọ An chân giữ khung thành phía trái màn hình các bạn, và đội Đồng Tháp chân giữ khung thành phía phải màn hình các bạn. Hội Thọ An đang quyết tâm cùng đồng đội. Và đội Đồng Tháp đang quyết tâm cùng thắng. Số 5 Đồng Tháp. Rất là quen mặt. Tập trung với em. Nó quay ngọt ấy. Chuyện với trung tâm. Vẫn là hương lạc. Và hai chuyện với khánh. Vẫn là Bọc Quân. Và tiền đạo là Phúc Sơn. Và đặc biệt là Thọ An. Số 21 Đồng Tháp. Số 6 Đồng Tháp. Mất bóng rồi. Thọ An phản công. Số 8.
rất nhanh, rất nhanh. Số 14 số 3 Trung Quyền Thứ 3 đã cản được chơi bóng. Số 10 không kịp. Số 8 thì Thọ An. Số 7 Thọ An. Số 3 chuyển vào giữa Tháp lấy được bóng. Phúc Sơn 21 đã có còi. Số 5 Đồng Tháp thì có đá phạt. Nguy hiểm đã qua. Bóng ra ngoài đường biên dọc. Số 5 Đồng Tháp. Chuyển số 21. Số 5. Số 3 Đồng Tháp chuyển sang cánh phải. Đồng Tháp đã rồi hết tiền. Đã có ngã. Số 11. Đấy, các bạn cổ động viên của Đồng Tháp nhà một hơi quá là Đồng Tháp Hòa An đã có bóng. Số 8 Đồng Tháp. Đúng rồi, 9 Đồng Tháp đang ra. Giờ trận bán kết 1. Các bạn đang xem trận bán kết 1 giữa Đồng Tháp và Thọ An. Và hiệp 1, Đồng Tháp đang đẩy lên tấn công rất cao. Tất cả các cầu thủ Đồng Tháp đã dồn lên tấn công. Rất nguy hiểm. Bóng đã ra ngoài. Giả hôm nay rất đông, xem trận bán kết rất đông. Số 6. Số 9, 2, số 9 đang tranh chấp với nhau. Hai cầu thủ số 9. Số 9 Thọ An. Rất nhanh. Mất bóng rồi, à, mất bóng rồi. Đồng Tháp số 21. Đồng Quyết 11 Đồng Tháp. Chưa có còi. Đồng Quyết. Hết bóng rồi. Mười bốn Đồng Tháp. À, Thọ An. Số 6 Đồng Tháp.
số 5. Và ăn được không nhanh. Ôi xổi, ôi. Bóng đá bị cắt bật. 21 Đồng Tháp. Số 6 Đồng Tháp. Lui lại. Trúc Sơn, số 9, rất nhanh. Chuyển sang cánh trái phải. Số 8. Bằng chữ câu. Ôi trời ơi. Không kịp. Rồi 10-10. Chuyển ai không kịp băng xuống. Số 8 Đồng Tháp, à cho Thảo An. Thảo An phản công nhanh. Số 6, Cất Thầy. Số 5, Trường Hà Nam, Đồng Tháp. Số 8, Đồng Tháp. Chuyền số 5, Mạnh Quyền. Bóng ánh. Trúc Sơn, số 9. Không kịp. Quá nguy hiểm. Chết rồi. Mười bốn. Thoa thì không. Phản công nhanh. Rất nhanh. Mất bóng rồi. Thao mất bóng rồi. Số 10 Đồng Tháp. Không kịp. Số 7. Rất nguy hiểm. Số 7. Số 10 Đồng Tháp. Rất nhanh. Số 21 không qua được số 6. Có cảm giác rồi thì tôi đã thấy là tốc độ của cái đó đã được đẩy lên. Mà tôi đã thấy rằng số 5 Đồng Tháp. Số 6 chuyển sang cánh trái 21 kịp không. Phạt góc. Số 6 Đồng Tháp có phạt góc. Chưa có phạt góc.
Đi ra ngoài, quá nhẹ. Trúc Sơn. Số 7 Thuận An. 21 Đồng Tháp. Rất nhanh Trúc Sơn. Hay lắm. Rất hay. Thủ 21 Thuận An đã phá bóng ra ngoài. Rất hay. Quá nguy hiểm. Số 10. Rất nhanh. Đã có còi. Việt vị. Họ ai phản công nhanh. Số 14. Số 8. Mất bóng rồi. Đồng Tháp cắt được bóng. Có còi. Trúc Sơn. Số 8. Đứng ra ngoài bên dọc. Số 9 Trung Vệ. Anh Kiến đã phạm đã đá biên. Rất nguy hiểm. Một cầu thủ cho An đã bị đau. Chúng ta cũng là nước mà trong cái gì đấy.
nhân máu ra thủ đô luôn và nóc và mang lên cho bảo thủ đô này nó lên mặt quân không thằng xin chào đã miền hồng đã hỏi rồi chào kiểm tra bóng là chúng tôi với máy đã có người hóa vàng tìm ra đôi trước nhưng không như thế mà cũng không có giúp chúng tôi như vậy hoàn toàn các cầu thủ hóa vàng vừa tham gia trong quá hôm nay tôi rất vui vẻ được gặp và được mời quan trọng nhiều tuần rất vui được gặp lại người thân đã có coi gì mọi người là tôi cũng đã đọc số 10 đồng hả? Số 10 thoát rồi chuyển nhanh chuyển quá sâu số 10 chúng ta mong muốn số 6 Đồng Tháp chuyển được số 5 một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng ạ. Cổ động viên mang pháo sáng đó. Ờ, đây không có trống nhưng có pháo sáng. Liên tục có pháo sáng đốt trên khán đài A. Tiếp tục chia tay nhau thắng sáng. Ba phút. Các 3 phút để các bác lúc nào. Trận đấu lại tiếp tục. Pháp lại có bóng. Chuyền nhanh số 11. Số 9 ở Thọ An đã chặn. Rất nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Số 6 Đồng Tháp có bóng. Số 11. Tân Quyết số 21. Số 9 rất nhanh. Tân Quyết. Giờ này 2-0. Bóng ra ngoài đường biên dọc. Rồi, hết rồi, hết rồi. Bỏ án rồi, rồi hết rồi, hết rồi.
lúc nào giờ tay mình đi vào này lúc nào cũng số 10 rất nhanh không thành công, quá tiếc, pha tấn công rất sắc. Mười một tháp rất nhanh, toàn cái đá bóng nguy hiểm, quá nguy hiểm, có phạt rồi. Ta đã trả chỉ vào BSC rồi. Một thẻ vàng. Số 9 Trúc Xuân Hiện của đây. Wow, 3-0 cho Toàn, à to cho Đồng Tháp. Đáp điểm số 3-0 cho Đồng Tháp. Thế Trúc Xuân đã lập điểm số 3-0 cho Đồng Tháp. Mới hiệp 1. Số 3 không xa được bây giờ. Số 3 số 9 rất nỗ lực. Rất nhanh số 7 Đồng Tháp. Rất nhanh. Rất nhanh. Ra ngoài. Số 9 Thảo An. Hiện nay là hai chị đạo của Đồng Tháp đã có tên trong danh sách quy hoạch.
của con. Ok, anh Salam. Luôn cảm ơn tụi vệ toàn trọn. Để em nhớ mọi anh, cảm ơn chúng tôi. Mặc dù vui vẻ bỏ lắm, chúng tôi đến đây chúng tôi có thể bắt đầu được ra một bước cao hơn. Có lẽ là được đảm bảo trong chính sách này. Để cách của chúng tôi chúng ta là vùng nhà tất cả. Bất kể. 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 Bất chín đồng thép Thọ An. Thọ An chiến thắng. Thọ An chiến thắng quần cao đi đường hay chúng ta mày quay xe mà sao chưa đón đọc mùi rồi 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 đọc mùi rồi. Số 7. Thành Vương. Rất nhanh. Đó vì cái đường công tâm có phần đối mắt có lẽ áp đặt vào rồi sẽ gây ra rất nhiều cảm xúc cho các cầu thủ của đoàn. Các cổ động viên đang trông chờ các cầu thủ áo trắng thi đấu từ nhỏ rất nhãn nhở. Chúng ta hết sức. Cầu thủ nào? Tiếp Việt vải cố gắng không được. Số 19 Đồng Tháp đã phá bóng ra đường rộng. Đồng Tháp phản công. Trọng tài né mình. Thế này. Rất nhanh. Quá sâu. Phạt góc. À, đường của phạt góc đầu tiên ở cánh trái. Thế hiệp một tỷ số là 3-0 nghiêng về Đồng Tháp.